Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Người Đưa Tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay thứ Năm ngày 25 tháng 8, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý trong xét tuyển đại học. Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân khi thu hồi sổ hộ khẩu. Cứu sống bệnh nhi mắc hội chứng đa polyp di truyền hiếm gặp. Quả quạng thiêu rụi 3 căn nhà tại Đồng Tháp. Cứu 4 người kẹt trong ngôi nhà bị cháy ở Đà Nẵng. Đâm chết người vì cho rằng thua số đề mà không chung tiền. Một đối tượng lãnh án 15 năm tù. Đôi vợ chồng gắn bó với nghề làm mặt nạ giấy bồi. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Mở đầu chương trình là thông tin liên quan đến việc xét tuyển đại học. Thưa quý vị, sau khi thí sinh kết thúc thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh những mốc thời gian quan trọng tiếp theo trong quá trình xét tuyển đại học cao đẳng. Theo đó, thí sinh cần lưu ý việc hoàn thành thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển trước 17 giờ ngày 31 tháng 8. Từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9, các cơ sở đào tạo tải dữ liệu từ hệ thống để xét tuyển và phối hợp xử lý nguyện vọng, lọc ảo. Trước 17 giờ ngày 17 tháng 9, các cơ sở đào tạo công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Trước 17 giờ ngày 30 tháng 9, các thí sinh trúng tuyển tiến hành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống. Từ tháng 10 đến tháng 12, các cơ sở đào tạo có thể tổ chức tuyển sinh các đợt bổ sung. Các thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung vào các cơ sở đào tạo sẽ thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo. Những ngày qua, nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh không khỏi lo lắng trước thông tin có thể bị thu hồi sổ hộ khẩu giấy khi đến làm thủ tục khai báo, điều chỉnh thông tin cư trú. Tuy nhiên, theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, việc thu hồi sổ hộ khẩu chỉ đối với một số trường hợp nhất định, chứ không có chủ trương thu hồi đồng loạt, đồng thời sẽ hỗ trợ cấp giấy chứng nhận tương đương hộ khẩu khi người dân có yêu cầu. Ghi nhận tại trụ sở Công an huyện Nhà Bè, nhiều người dân băn khoăn, lo lắng về việc thu hồi sổ hộ khẩu giấy khi đến đây làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip. Trước băn khoăn lo lắng đó của người dân, Công an huyện Nhà Bè đã tận tình hỗ trợ, giải thích để người dân nắm rõ các quy định. Theo đó, hiện thành phố Hồ Chí Minh chưa có chủ trương thu hồi đồng loạt các sổ hộ khẩu giấy, mà chỉ thực hiện đối với những người đến làm các thủ tục như thay đổi điều chỉnh thông tin cư trú, căn cước công dân có gắn chip. Các trường hợp thu hồi sẽ được cấp giấy xác nhận thông tin để hỗ trợ người dân thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính khác. Do cái thay đổi các cái trường thông tin trong sổ hộ khẩu và sổ tạm trú thì cơ quan công an sẽ cấp cho công dân một cái giấy xác nhận để giấy xác nhận này có giá trị tương đương với sổ hộ khẩu, vì trong cái giấy xác nhận đã ghi đầy đủ các cái trường thông tin như một cái hộ khẩu để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi mà tham gia giao dịch thủ tục hành chính mà có liên quan đến hộ khẩu. Theo cơ quan công an, sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy vẫn có giá trị đến hết năm 2022. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, những sổ này sẽ không còn giá trị. Sau thời gian này, căn cước công dân gắn chip sẽ là giấy tờ pháp lý về cư trú mà người dân có thể dùng để làm tất cả thủ tục hành chính, không cần sổ hộ khẩu. Trên lĩnh vực y tế, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, các y bác sĩ vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhi DNIV, 14 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, mắc hội chứng đa polyp di truyền hiếm gặp. Trước đó, vào ngày 21 tháng 8, khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng đau quặn bụng, nôn ói. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị hội chứng đa polyp di truyền hiếm gặp. Ngày hôm sau, bệnh nhi được phẫu thuật cắt polyp. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi ổn định và đang được theo dõi. Bác sĩ cho biết, bệnh nhân mắc hội chứng này thường xuất hiện các dấu hiệu đa polyp thịt dư trong ruột non, đôi khi ở dạ dày và ruột già. Polyp phát triển đến đâu, bệnh nhân cần phải tiến hành phẫu thuật loại bỏ đến đó. Đặc biệt, người mắc hội chứng này có nguy cơ mắc ung thư rất cao. Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công bố và trao bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cho lễ hội khai hạ cầu an tại lăng Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt. Lễ hội khai hạ cầu an tại lăng Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt, còn gọi là lăng ông bà Chiểu, thường diễn ra vào mùng 7 tháng Giêng hàng năm. Đây là nét văn hóa đặc thù riêng của vùng đất Gia Định Sài Gòn xưa.
thu hút rất đông người dân địa phương và khách thập phương đến chiêm bái. Tham gia lễ hội, người dân thành phố thường đến xin ấn tảo quân về treo trong nhà, như để nhắc nhở con cháu noi gương học tập tinh thần trung quân ái quốc, phẩm chất chính trực công bằng của tảo quân, và cũng để cầu mong một năm làm ăn thuận buồm xuôi gió. Lễ hội khai hạ cầu an tại lăng Đức Tảo Quân Lê Văn Duyệt được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là sự kiện quan trọng của ngành văn hóa thành phố. Trong lễ hội khai hạ cầu an thường kèm theo những chầu hát bội. Vào lúc hơn 10 giờ hôm nay, tại khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thế Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, đã xảy ra vụ cháy khiến 3 căn nhà bị thiêu rụi. Ngọn lửa bùng phát tại một căn nhà và cháy lan sang 2 nhà kế bên. Lực lượng chữa cháy đã nỗ lực dập tắt đám cháy, ngăn không để ngọn lửa lan sang nhiều căn nhà khác. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi 3 căn nhà của người dân. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Các hộ gia đình nên cẩn thận đề phòng trước nguy cơ cháy nổ để tránh thiệt hại. Tại Yên Bái, 3 căn nhà ở thôn Khuôn Đác, xã Phúc An, huyện Yên Bình cũng vừa bị thiệt hại do quả quạng. Người dân phát hiện lửa bốc lên từ nhà của anh La Đức Tuyên, sinh năm 1985, và anh Trần Xuân Đông, sinh năm 1983, nên đã hô hoán cùng nhau dập lửa và gọi điện báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã quy động lực lượng phối hợp cùng người dân trong thôn dập lửa. Tuy nhiên, do là nhà gỗ, lửa lan nhanh nên việc dập tắt đám cháy gặp khó khăn. Ngọn lửa sau đó đã lan sang ngôi nhà của gia đình anh La Xuân Tiếp, sinh năm 1979. Thời điểm xảy ra cháy, người trong 3 căn nhà đi làm rẫy. Vụ cháy khiến tài sản trong 3 căn nhà gần như bị thiêu rụi, ước thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Còn tại thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng vừa cứu 4 người kẹt trong căn nhà bị cháy trên đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Lúc 2 giờ 45 phút sáng nay, tầng một ngôi nhà trên bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra xung quanh rồi chặn lối cầu thang lên xuống. 4 người trong nhà vì thế bị kẹt trên tầng 2, phải chạy ra ban công kêu cứu. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt cứu người và dập lửa. Hai vợ chồng cùng 2 người con đã được đưa xuống đất an toàn. Đến hơn 3 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Vào sáng nay, cơn mưa lớn kèm theo gió to đã khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội bị ngập. Người đi đường tại nhiều khu vực phải dừng lại trú mưa vì rất khó di chuyển. Khoảng 9 giờ sáng nay, mưa lớn kèm gió to sấm sét xuất hiện tại Hà Nội. Mưa chỉ trong thời gian ngắn, nhưng nhiều tuyến phố đã bị ngập, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Theo ghi nhận, nhiều người đang đi xe máy di chuyển trên quốc lộ 32 nhưng phải dừng lại vì mưa to gió lớn. Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt Đỗ Văn Nhất, 22 tuổi, ngụ xã Nam Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, 15 năm tù vì tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là Đỗ Văn Dương, 37 tuổi, ngụ xã Nam Thái, huyện An Biên, cho rằng Dương thua số đề mà không chung tiền nên Nhất đã đâm người này tử vong. Theo cáo trạng, chiều tối ngày 9 tháng 5 năm 2021, sau khi nghỉ đi ghe biển, Nhất đến nhà người chú ruột nhậu, lúc này cũng có Dương nhậu chung. Trong lúc uống rượu, giữa Dương và Nhất xảy ra cự cãi về chuyện mua bán số đề. Nhất cho rằng mình gọi điện cho Dương mua số lô 15.000 đồng trúng được 1,2 triệu đồng. Còn Dương thì nói Nhất chỉ mua 10.000 đồng nên chỉ trúng 800.000 đồng. Dương không trả tiền trúng số đề cho Nhất mà còn chửi và bẻ đũa hăm dọa. Sau đó, Dương cầm đũa đi ra lộ. Nghĩ Dương đón đường đánh mình, Nhất lấy dao ra đánh nhau với Dương. Hậu quả, Dương bị Nhất đâm tử vong. Ngoài mức án 15 năm tù, Nhất còn phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 65 triệu đồng và cấp dưỡng mỗi tháng 2 triệu đồng cho hai con của nạn nhân đến năm 18 tuổi. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố 9 bị can trong đường dây cho vay với lãi suất lên đến hơn 500% một năm. 9 đối tượng gồm Vũ Văn Ninh, 24 tuổi, Phan Hữu Dương, 30 tuổi, Vũ Văn Trọng, 26 tuổi, Nguyễn Văn Thông, 30 tuổi, Vũ Quang Điệp, 30 tuổi, Trần Đình Khải, 30 tuổi, Đỗ Đại Thành, 32 tuổi, Vũ Mạnh Thắng, 26 tuổi, Đỗ Văn Hải, 29 tuổi, cùng quê ở tỉnh Hà Nam, giàu tạm trú tại phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Địa bàn hoạt động của nhóm này chủ yếu ở thành phố Đà Lạt và các huyện lân cận. Các đối tượng đăng bài cho vay tiền trên Facebook, Zalo hoặc trực tiếp đến các hàng quán, nhà của người dân mời chào. Khi người vay đã sập bẫy, nhóm này sẽ thu 10% phí dịch vụ. Công an xác định,
Nhóm này cho nhiều người vay với lãi suất cao lên tới hơn 500% một năm, khiến nhiều người không thể trả dứt nợ. Đã có gần 40 người vay của nhóm này với số tiền gốc và lãi lên tới hàng trăm triệu đồng. Mặt nạ giấy bồi là món đồ chơi từng rất được yêu thích, nhất là vào mỗi dịp Trung thu. Đến nay thì món đồ chơi truyền thống này đã dần mai một bởi nhiều loại đồ chơi hiện đại hơn. Tại thành phố Hà Nội, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hòa và bà Đặng Hương Lan là những người còn gắn bó với nghề mặt nạ giấy bồi truyền thống. Hơn 40 năm nay, ông Hòa cùng gia đình duy trì nghề làm mặt nạ giấy bồi. Đến nay, gia đình ông là nơi duy nhất còn làm món đồ chơi truyền thống này ở phố cổ Hà Nội. Để làm ra một chiếc mặt nạ giấy bồi truyền thống phải trải qua nhiều công đoạn. Đầu tiên phải xé giấy báo thật nhỏ. Tiếp đó, với các khuôn xi măng được đúc sẵn các hình thù ngộ nghĩnh, nghệ nhân sẽ lót dưới một lớp giấy trắng vào khuôn, rồi đem từng lớp giấy dụng được gắn chặt với nhau bằng hồ dán vết thành lớp đáy. Những chiếc khuôn bằng xi măng được làm nên với những hình khuôn mặt như nhân vật Chí Phèo, Thị Nở, Chú Tểu, Con Trâu, Con Heo. Mấy năm trở lại đây, ông Hòa còn sáng tạo thêm khuôn hình như siêu nhân, người nhện để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Khoảng 5-6 lớp giấy dụng dán chồng lên nhau sẽ thành hình một chiếc mặt nạ giấy bồi. Mỗi lớp giấy được kết dính với nhau bằng một loại hồ nấu chín từ bột sắn. Sau khi bồi đủ các lớp giấy, mặt nạ được mang phơi khô dưới nắng để có độ cứng cáp. Cuối cùng là công đoạn tô mặt nạ. Từng lớp sơn được tô vẽ một cách thận trọng, tỉ mỉ. Lớp sơn này khô mới tiếp tục tô lớp sơn khác lên để tránh bị nhòe. Khi tô màu, người tô cũng cần hết sức cẩn trọng trong từng nét vẽ. Có như vậy mới tạo được một chiếc mặt nạ mềm mại, sinh động và có hồn. Mỗi mùa Trung thu, vợ chồng ông Hòa sản xuất hơn 2.000 chiếc mặt nạ các loại. Thưa quý vị, Fairydom, vòng tiên là xu hướng trang trí thủ công được du nhập từ nước ngoài. Tuy mới được biết đến trong thời gian gần đây, nhưng xu hướng trang trí độc đáo này đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các bạn trẻ. Với nguyên liệu đơn giản, bao gồm một chiếc vòm thủy tinh hình trụ, tiêu bản bướm và dài cành cỏ khô. Sau vài giờ tỉ mỉ thực hiện, một khu vườn thu nhỏ giống như trong truyện cổ tích được ra đời. Những chiếc vòm chứa khu vườn cổ tích này được sản xuất bởi hai bạn trẻ là Lê Lý Quyền Trâm và Đoàn Kim Lộc. Từ khi còn là sinh viên ngành thiết kế nội thất, Trâm và Lộc đã có niềm đam mê sáng tạo với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Mình với lại bạn Trâm là có mong muốn tạo ra được một cái không gian mà ở đó thì những người trẻ có thể được tiếp xúc với lại những cái chất liệu nè, rồi được tự tay làm ra những cái món quà, những cái sản phẩm xinh xắn để tặng cho người thân. Tại tiệm lưu giữ ký ức, khách hàng không chỉ đến mua hàng mà còn có thể trực tiếp tạo ra những sản phẩm của riêng mình. Hoạt động này vừa giúp cho những người đến mua hàng có không gian trang trí, vừa có được vật phẩm lưu niệm. Mình nghĩ cái điều đặc biệt mà khi mọi người tới tiệm là cái quá trình mà mọi người thực hiện cái workshop nè, rồi những cái nguyên vật liệu mà mọi người được dùng ở trong buổi workshop, ví dụ như là tiêu bản hoặc là những cành cây khô, hoa lá khô mà tụi mình đã xử lý sẵn cho mọi người, và kể cả cái sản phẩm mà khi mọi người tự tay làm ra, nó cũng là một cái điều rất là đặc biệt. Tại vì nó mang dấu ấn cá nhân của các bạn khi mà tới đây. Khi mà vừa bước vào tiệm lưu giữ ký ức thì mình cảm thấy không gian ở đây thực sự rất là ấm cúng. Mọi người ở đây kiểu rất là kiểu mang lại cho mình một cảm giác rất là gia đình. Nó rất là gần gũi, họ cũng hết lòng để hướng dẫn mình từng chút một. Bao gồm cả việc là mình nên làm thực hiện từng bước như thế nào. Ngoài ra, khi làm vòng tiên, khách hàng có thể thay đổi nguyên liệu để tạo ra sự mới lạ bằng cách thay bướm bằng các loại côn trùng khác như bọ, thay cây cỏ bằng thân gỗ, hoa khô hoặc đá thạch anh. Tại tiệm lưu giữ ký ức, ngoài các vòm tiên, khách hàng cũng có thể đến để đặt các khung ảnh trang trí. Những tấm ảnh lưu giữ kỷ niệm đẹp sẽ được vẽ lại, sau đó cắt ghép cùng với hoa khô, gỗ lũa, tạo nên khung ảnh mỹ nghệ đặc biệt. Bằng nỗ lực của những người yêu nghệ thuật, trong 3 ngày 26, 27 và 28 tháng 8, workshop những chiếc vòm tiên của tiệm lưu giữ ký ức sẽ diễn ra tại thành phố Hà Nội. Mang những sản phẩm mới mẻ này đến gần hơn với công chúng và các bạn trẻ đam mê những khu vườn cổ tích trong lồng kính. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.